Con xin kính chào cộng đoàn, con xin mời cộng đoàn cùng với con chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay thứ tư đầu tháng, mùng 1 tháng 2 năm 2023. Chúng ta lắng nghe tin mừng và xin Thánh cả Giuse cùng hiện diện trong giờ chia sẻ của tất cả chúng ta. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em với các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ ba. Có hai việc. Thứ nhất là Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho một bà bị băng huyết đã 12 năm mà không thể chữa được đâu cả. Cái thứ hai là Chúa đã làm cho đứa con của ông trưởng hội đường tên là Gia-ia chết mà sống lại. Thế thì chúng ta học nơi cái người đàn bà bị băng huyết đó, bà tìm mọi cách để chạm vào Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tìm mọi cách để chạm vào Chúa Giêsu, rồi sau đó thổ lộ tất cả tâm can, thổ lộ tất cả tâm can. Khi Chúa Giêsu thấy bà ta như vậy thì Chúa Giêsu nói rằng: đức tin của con đã cứu chữa con. Cố gắng tìm mọi cách để sờ vào Chúa, qua việc xưng tội rước lễ, qua việc lắng nghe lời Chúa, qua việc đụng chạm đến những người nghèo. Rồi chúng ta cũng thổ lộ với Chúa tất cả tâm can của chúng ta vì chúng ta tin vào Chúa. Rồi hình ảnh thứ hai là Chúa nói với ông trưởng hội đường là khi người ta nói rằng con ông mới chết rồi phiền thầy làm gì nữa, thì Chúa Giêsu nói là anh đừng có lo lắng gì cả, cứ tin thôi, cứ để cho tôi đến, cứ để cho tôi đến. Khi sống chúng ta cầu xin Chúa, và khi chết người thân chúng ta qua đời chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầu xin Chúa, vì Chúa có thể chữa bệnh cho người sống và Chúa làm cho kẻ chết sống lại. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Thời nhân tiện thì con nói ông bà anh chị em thấy đằng sau lưng con có một cái bảng nhỏ nhỏ đó. Ngày hôm qua là con bắt đầu học tiếng Campuchia rồi. Bây giờ đã quyết định dấn thân phục vụ những người nghèo ở Campuchia thì phải học tiếng Campuchia thôi. Thế thì ông bà và anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho con nghe, để con học giỏi tiếng Campuchia, để con có thể thay mặt cho ông bà và anh chị em, thay mặt cho ông bà và anh chị em giúp đỡ những người nghèo ở bên Campuchia. Ở Việt Nam chúng ta cũng nhiều người nghèo, nhưng mà ở Campuchia thì còn nhiều hơn và nghèo hơn rất là nhiều. Người Việt cũng nghèo và người Campuchia cũng nghèo. Thế thì con thay mặt cho ông bà anh chị em để chúng con làm cái việc đó. Ông bà anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho con ha. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người. Đức Giêsu quê quán là Nazareth, vùng Galilê. Có các môn đệ đi theo. Lúc này Đức Giêsu đã tuyển chọn 12 môn đệ rồi, thì đi đâu thì họ cũng theo Chúa hết. Xin cho chúng ta cũng là môn đệ của Chúa, theo Chúa trong tư tưởng, theo Chúa trong lời nói, theo Chúa trong việc làm. Chúng ta suy nghĩ, tập suy nghĩ như Chúa suy nghĩ, tập nói như Chúa nói, và tập hành động như Chúa Giêsu đã hành động. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu cầu nguyện này, Chúa Giêsu chữa bệnh này, Chúa Giêsu trừ quỷ này, Chúa Giêsu rao giảng lời Chúa. Đây là những cái việc chính mà Chúa Giêsu làm. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Khi Đức Giêsu giảng thì như là có lần ấy, có người ta cũng thốt lên lời rất là mới mẻ, và cái đấng giảng như một đấng có uy quyền. Xin cho chúng ta tập nghe lời Chúa, tập nghe lời Chúa, tập nghe lời Chúa, để rồi chúng ta thấy rằng lời có sức mạnh. Câu lời Chúa mà con nhận được cả trong năm nay đó là: trên hết mọi đức tính anh em hãy có lòng bác ái, lại càng động viên cho con hơn nữa trong việc thực thi lòng bác ái. Trên hết mọi đức tính anh em hãy có lòng bác ái. Bác ái của con là thế này. Thứ nhất là kêu gọi sự đóng góp của ông bà và anh chị em. Đó là bác ái. Chính vì thương những người nghèo thì con cũng phải mở miệng mà xin thôi. Chứ bây giờ là vì yêu mến người nghèo mà mình không mở miệng xin thì lấy cái gì mà giúp họ. Bác ái của con là đối với ông bà và anh chị em là giảng lời Chúa cho ông bà và anh chị em và kêu gọi sự đóng góp của ông bà và anh chị em. Đó là bác ái của con với ông bà và anh chị em.
rồi bác ái đối với những người nghèo, cách riêng những người nghèo ở Campuchia là con chia sẻ tất cả những gì con lãnh nhận. Con chia sẻ tất cả những gì con lãnh nhận, con chia sẻ tiền bạc, con chia sẻ của cải, con chia sẻ lòng yêu mến Chúa, con chia sẻ lời Chúa cho họ. Con qua bên đó con cũng tìm mọi cách để con giảng lời Chúa cho người ta chứ. À, thế thì khi Đức Giêsu về làng, ngài rao giảng, người ta nghe, người ta thấy lời rất là đây. Ông ta được khôn ngoan, bởi đâu ông ta được như thế, ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao, ông ta được những phép lạ như thế nghĩa là gì đấy. Tức là người ta rất là ngỡ ngàng về cái lời nói cũng như việc làm của Chúa Giêsu. Thế thì xin cho chúng ta siêng năng lắng nghe lời Chúa nhé, siêng năng lắng nghe lời Chúa để lời biến đổi tâm can chúng ta, như là những người Do Thái khi nghe lời Chúa đó, đấy, thì mới thấy rằng là ông ta khôn ngoan như vậy, ông ta làm được những phép lạ như vậy, lời có sức mạnh như thế. À, ông ta không phải là con bác thợ, là con ông Giuse đó, con bà Maria và anh em với các ông Jacob, Joseph, Judas, Simon sao? Đấy, chúng ta thấy có ông Judas và Simon cũng là hai vị trong danh sách 12 tông đồ. Thế người ta một mặt thì người ta thấy Chúa Giêsu nói quá hay, quá khôn ngoan, lời lẽ rất là mạnh mẽ và có sức, có uy quyền rồi. Rồi lại thấy Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu làm cho kẻ chết trỗi dậy. Thì một mặt người ta thấy Chúa Giêsu rất là đặc biệt. Nhưng mặt còn lại thì trời, con ông Giuse thợ mộc, con bà Maria, anh em với ông Jacob, Joseph, Judas, Simon, sao rất là bình thường như vậy? Và họ vấp ngã vì người. Đây cũng là một cái bài học lớn cho tất cả chúng ta nghe. Thật sự thì chúng ta đôi khi là chúng ta không có nghĩ, ví dụ như là một có một người đi, người ta xuất thân từ vùng quê nghèo rồi không có bằng cấp, thế thì cứ nhìn mà như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái người này chẳng ra gì. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta còn nghĩ là chúng ta sẽ tập nghĩ như thế này: người này có ơn Chúa hay không, người này có ơn Chúa hay không. Học vị cũng không quan trọng, giàu sang cũng không quan trọng, thành phố cũng không quan trọng, nhưng cái quan trọng là người này có ân nghĩa với Chúa hay không. Nếu mà có ân nghĩa với Chúa thì chẳng có bằng cấp gì cũng rất là khôn ngoan. Mà nói như Thánh Phaolô nó còn bị ngược nữa cơ. Đấy, những người có ơn Chúa đó thì đối với thế gian thì họ là những người hèn kém, là những người yếu đuối. Đấy. Chúa biến tất cả những gì thế gian cho là yếu đuối trở thành sức mạnh, mà tất cả những gì thế gian cho là ngu dốt trở thành sự khôn ngoan. Thế thì đối với tất cả chúng ta thì chúng ta cứ xét theo thân thế, sự nghiệp, bằng cấp. Bây giờ xã hội bây giờ là như vậy, ngay cả trong nhà dòng của chúng con vậy. Thân thế sự nghiệp nó gọi là môn đăng hộ đối, sống trong gia tộc giàu có này, có văn hóa này, học vị cao này, là tự động tôn vinh. Rồi chúng ta lãng quên đến cái khía cạnh ân nghĩa với Chúa, ân nghĩa với Chúa. Đức Giêsu không phải là dòng tộc giàu sang, cũng không phải là phú quý, cũng không phải là dòng tộc giỏi giang gì cả. Chúa Giêsu ân nghĩa với Chúa Cha. Chúa Giêsu ân nghĩa với Chúa Cha. Thế thì xin cho gia đình lời Chúa của chúng ta xác định cái điều này. Chúng ta không chạy theo thế gian. Đấy, ngày hôm qua đấy, ngày gì thần tài gì đó, mọi người cũng đổ xô đi mua vàng, nhiều khi không có tiền cũng phải mượn đi mua vàng. Thế thì có một cái anh chàng đó, nó viết lên trên báo, nó nói là: tôi xin bảo đảm rằng là trong ngày vía thần tài, tất cả những ai đi mua vàng thì đều đảm bảo mang lại sự giàu có cho người bán vàng. Trong ngày vía thần tài, tất cả những ai đi mua vàng, tôi sẽ bảo đảm mang lại sự giàu có cho người bán vàng. Đấy. Con thấy rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang có nguy cơ là mê tín ấy. Càng ngày càng lễ hội rồi cũng mê tín. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, chứ không phải là chạy theo những cái điểm thiêng dấu lạ gọi là hỡi ơi gì đâu, không, không phải. Không? Cứ mua vàng về là giàu, không chịu khó làm ăn làm sao mà giàu được. Chúa Giêsu nói là hãy ra công làm việc, không chỉ là làm việc để có của ăn mà còn làm việc để có lương thực đời đời nữa cơ mà. Ha. Đấy. Thế thì đối với những người Do Thái ngày hôm nay, khi thấy Đức Giêsu xuất thân từ gia đình nghèo này, chẳng có học hành học vị gì cả, gia tộc thì cũng chẳng nổi năng gì cả, đấy, ta bảo thôi ông này chẳng chẳng ra làm sao. Đấy. Mà không xét đến khía cạnh là ân nghĩa với Chúa. Đối với cá nhân con thì cũng vậy. Những người giỏi là chúng ta đã thấy là ngon rồi, người giàu có, vân vân và vân vân. Nhưng mà bây giờ thôi chúng ta tập nha,
Cái chuyện giàu sang phú quý giỏi giang nó không quan trọng cho bằng là có ân nghĩa với Chúa hay không. Một tí ơn của Chúa thôi thì bằng chúng ta vất vả cả đời. Một tí khôn ngoan của Chúa thôi thì không có khôn ngoan loài người nào bằng cả. Và nếu chúng ta mang cái suy nghĩ này thì chúng ta mới thương người nghèo. Nói thẳng ra cái người nghèo thì lại cũng thất học, rồi ăn nói thì cũng không hay ho gì cả. Nhưng mà chúng ta nhìn người nghèo như là cái cơ duyên ấy, để mà chúng ta ân nghĩa với Chúa. Nhờ người nghèo mà chúng ta mới ân nghĩa với Chúa, chúng ta mới bác ái, chúng ta mới giúp đỡ, chúng ta mới cầu nguyện, chúng ta mới thăm viếng. Chứ còn nếu không có người nghèo là chúng ta cũng khó ân nghĩa với Chúa lắm. Đấy. Thế thì là những người Do Thái ngày hôm nay người ta vấp ngã là bởi vì người ta thấy Chúa Giêsu chẳng giàu giàu sang, chẳng giỏi giang, chẳng gì cả. Rồi những người như vậy thì người ta coi thường. Đức Giêsu bảo họ ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mà thôi. Thánh Phaolô bảo rằng là Đức Giêsu tuyển chọn, Chúa tuyển chọn người ta, Chúa không tuyển chọn ở những cái mà thế gian cho là cao trọng đâu. Ngay cả người ta nói trên 90% các linh mục tu sĩ nam nữ đều xuất thân từ gia đình nghèo nhà quê đấy, chẳng là gì cả. Để rồi chúng ta không có lý do để mà tự hào. Chứ còn nếu mà chúng ta là xuất thân, các linh mục tu sĩ nam nữ xuất thân từ gia thế gọi là khủng, rồi học vị cao, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta cứu người ta bằng tri thức, cứu người ta bằng bằng cấp, chứ không phải cứu người ta bằng lời cầu nguyện. Đấy. Thì Chúa Giêsu nói là ngôn sứ bị rẻ rúng là cũng ở bị quê hương, bởi vì ông ngôn sứ nào thì cũng xuất thân từ vùng quê nghèo, chẳng có giàu sang, chẳng có học vị, chẳng có cái gì nổi trội cả. Mà nếu mà người ta cứ nhìn vào những cái hình ảnh như thế đấy, thì người ta sẽ vấp ngã, người ta sẽ không chấp nhận. Bởi vì thói của thế gian thế là nghiêng về cái sự giàu có, nghiêng về danh vọng, nghiêng về chức tước. Còn đối với Chúa thì ơn Chúa thì Chúa làm cho ai người ấy được. Chẳng cần bằng cấp, chẳng cần chức tước, chẳng cần gì cả, Chúa dùng ai là người ấy được. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính ở quê hương của mình, bởi vì đại đa số các ngôn sứ đều xuất thân từ những vùng quê nghèo rồi rốt nát cả, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mà thôi, gia đình các cha các thầy thì cũng quê muốn chết. Ngày xưa con nói thật với ông bà mình chị em nhé, khi con mới vô nhà dòng, nhiều khi con ngại mời các cha các thầy về nhà lắm, bởi vì nhà mình nó quê ơi là quê. Như không có phòng ngủ, không có nhà vệ sinh cái này kia đó, mình cũng cứ ngại. Nhưng mà sau này thì con mới cảm ơn Chúa, lạy Chúa là con là gốc nhà quê, quê mùa rốt nát, thế mà Chúa đã tuyển chọn con để con không đi theo cái đường danh vọng của thế gian, con không chạy theo bằng cấp của thế gian, giàu có của thế gian. Con chỉ bám vào Chúa, bám vào Chúa và học hỏi sự khôn ngoan của Chúa mà thôi. Bây giờ thì con thoải mái rồi, bây giờ thì mời ai về nhà cũng được, nhưng mà bây giờ thì theo mấy chục năm thì nói chung là kinh tế Việt Nam nó cũng lên, thì nhà con thì cũng có nhà có cửa đàng hoàng. Có dịp nào mời quý ông bà và anh chị em về quê của con. Quê của con là ở vùng 4, ở Cái Sắn, ở Kinh Đê Cái Sắn. Bây giờ thì là bố con mất rồi thì mẹ con lên ở với ông anh con ở hôm nay. Thì nói chung là cũng có nhà xây đàng hoàng. Nhưng mà thôi, nói chung mấy khi mà con về Tết này con đâu đã về đâu. Chưa về mà nhiều khi cũng chẳng thích về mấy. Ở nhà dòng rồi làm việc rồi chia sẻ lời Chúa cho ông bà và anh chị em mỗi ngày. Rồi đi đâu đó, tự động mình không có làm được cái điều đó. Rồi nói chung nhà giàu nhà nghèo này kia, cái tự động nó có cảm giác nó cũng không có liên quan gì lắm đến cái sứ vụ của mình, đến cái việc mình dẫn theo Chúa thôi. Thì giàu nghèo gì cũng theo Chúa hết, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà xin cho mình sống ân nghĩa với Chúa. Ngôn sứ thì bị rẻ rúng ở chính quê hương, bởi vì các ngôn sứ thì đều có những cái quê hương rất là nghèo, rồi không có học hành gì cả, nên là người ta coi thường. Người không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ, người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đấy, chúng ta cứ nhìn theo cái con mắt thế gian là chúng ta không nhận ra Chúa đâu. Cứ nhìn theo con mắt thế gian là không có nhận ra Chúa đâu. Phải tập nhìn theo con mắt của Chúa. Đấy. Mà con mắt của Chúa thì có thể nói đi ngược với thế gian này. Chúa Giêsu sinh ra ở cái hang bỏ lửa. Thế bây giờ mình nhìn một cái đứa trẻ trong hang bỏ lửa, được Chúa Giêsu cả đời Chúa Giêsu thì cũng làm thợ mộc nghèo khó thôi, chứ Chúa có phải là giàu sang phú quý mà giỏi giang học vị chót vót gì đâu. Đấy.
Thế nhưng mà thôi thì tóm lại thì cũng có thể cũng có những người thì Chúa muốn họ làm học giỏi bằng cấp, mà cũng có những người Chúa để cho giàu có để cho mọi người chăm lo cho nhau. Giàu hết thì cũng không được mà nghèo hết thì không được, thì cũng có người này người kia để chúng ta chăm lo cho nhau. Người giàu thì lo cho người nghèo, người giỏi thì giúp cho người dở. Nhưng mà khôn ngoan của chúng ta là Chúa, giàu sang của chúng ta là Chúa, bằng cấp của chúng ta là Chúa. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.